Trong cuộc đời sự nghiệp ca hát của mình, Lâm Phương may mắn được gặp ông cố nghệ sĩ nhân dân Úc Trọ Ôn vào năm 1993. Lâm Phương tham gia giọng ca cải lương Bông Bí Vàng đầu tiên do Đài Phát thanh Thành phố tổ chức. Thì Lâm Phương phải may mắn được ông là chủ tịch giám khảo cho số điểm cao nhất ngày 2 tháng 6 năm 1993. Và sau này, sau khi được Đại Đức Thích Đồng Bổn, phó chủ trì chùa Xá Lợi, trưởng ban cải lương Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu Lâm Phương qua hát soạn giải Dương Kinh Thành, và Lâm Phương nhờ đại diện soạn giải Dương Kinh Thành liên lạc đến nhà ông Mười Trọ Ôn và nhắc lại kỷ niệm xưa thi Bông Lúa Vàng. Lúc này là năm 1995, cải lương Phật giáo Thành phố thành lập. Thì sau đó ông và bà Mười, vợ ông mới khuyến khích Lâm Phương khi nào nhóm đi hát các chùa xa tỉnh rảnh thì tham gia cùng nhóm, và Lâm Phương được ông và bà dìu dắt đi theo. Từ năm đó cùng các nghệ sĩ ưu tú Úc Bạch Lan, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang, Ngọc Quyền, Đức Lợi, Lương Tuấn, Ngọc Nga, Thanh Ngân, ca sĩ Bích Phượng và rất nhiều nghệ sĩ khác nữa. Bà Mười vợ ông cũng rất thương Lâm Phương. Mỗi lần lưu diễn buổi sáng mà thấy Lâm Phương cảm lạnh thì bà đưa nón cho đội và bà lấy thuốc ngậm của ông cho Lâm Phương ngậm, sợ bị ảnh hưởng tiếng. Lâm Phương trân trọng biết ơn ông Du Vọng Cổ đã dìu dắt Lâm Phương và vợ ông, và trân trọng biết ơn.